Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện tầm nhãn của tác giả Bắc Nam, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đàm Lý Tưởng Truyện, tập 9. Chuyện xảy ra ở đảo Lĩnh Hải trở thành một cái rằm trong tim Kiều Huyền Lâm, cậu không thể nhổ nó ra được. Có mấy lần cậu muốn nói với Vương Nguyễn Chi, nhưng lời đã tới miệng lại không nỡ nuốt xuống. Cậu và Lương Thừa giao tiếp rất ít, ở trong nhà không gặp lúc này thì gặp lúc khác, cũng chỉ liếc mắt sượt vai nhau mà thôi. Cậu xem Lương Thừa là một thanh niên côn đồ làm trái pháp luật, Lương Thừa xem cậu là một học sinh cấp 3 thái độ học tập có vấn đề. Cậu âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Lương Thừa, nếu như có chuyện gì cậu sẽ lập tức báo cảnh sát. Cậu không tin tất cả những đồn cảnh sát ở thành phố Bình Hải rộng lớn này đều bao che cho tội phạm. Một ngày nọ, một chiếc xe van đột nhiên đậu ở đầu ngõ. Cậu giật thóp tìm, tưởng là đám người kia tới báo thù. Cũng may là giật mình hụt, đó chỉ là công ty chuyển nhà mà hàng xóm tìm tới. Mỗi ngày đi học, Kiều Uyển Lâm cũng đủ mệt, còn phải nơm lớp đề phòng, khiến làn da trắng bóc của cậu cũng ngày càng vàng vọt. Cũng mấy ngày này, Lương Thừa cũng đều không rời khỏi nhà. Phần lớn thời gian đều ở trong phòng, thỉnh thoảng tới tiệm ăn gần đấy để giải quyết cơm trưa. Sáng thứ bảy, Kiều Uyển Lâm đi học bù. Hôm nay cũng là ngày thi kiểm tra năng lực mỗi tháng một lần. Học sinh giỏi lớp chuyên lý của trung học số 7 cũng lần đầu tham gia. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Kiểm tra hết một buổi sáng, Kiều Uyển Lâm cũng kiểm tra xong mở điện thoại ra. Có ba cuộc gọi nhớ Diệu Phất gọi tới. Cậu quay về ngõ Ván Bình, Diệu Phất đang rảnh rỗi đứng đợi trước cây cột điện đầu ngõ. Váy ngắn phè phẩy, bên chân còn có hai túi mua hàng. Cô của Kiều Uyển Lâm mua cho cậu một ít thực phẩm dinh dưỡng và quần áo, bảo Diệu Phất đem tới. Cậu cầm giúp chỉ về phía tiệm sườn xám rồi nói. Cái nhà đó sao chị không vào đấy đợi? Siêu Phất nói, mẹ chỉ nói em sống ở đấy, chỉ đem đồ tới, chả khác nào có ý bà ngoại em chăm sóc em không tốt vậy, cho nên chị không bảo. Đang giữa trưa, Kiều Uyển Lâm hào phóng nói, vậy em mời chị một bữa đi thôi. Còn phố bên cạnh có mười mấy quán ăn, tuy rằng không sang trọng, nhưng kinh doanh nhiều năm nên cũng có tiếng. Kiều Uyển Lâm dẫn Siêu Phất tới một tiệm bán món tứ xuyên láo hồ buôn bán đắt khách nhất, đúng lúc trong tiệm vừa trống một bàn. Chỗ ngồi sát cửa sổ, Kiều Uyển Lâm cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài áo thun ngắn tay, đưa cho Diệu Phất rồi nói, lấy che chân à? Gọi xong món thì lại không có chuyện gì làm, Kiều Uyển Lâm nhớ lại một câu trong đề kiểm tra, viết lên giấy ăn tính toán một hồi, chắc là đúng rồi, không biết bạn học sinh giỏi kia có làm được không? Nghĩ tới nghĩ lùi, cậu nhớ tới người học sinh ưu tú nhất mà Đoàn Tư Tồn kể, hôm đó đang nhé phải ở lại nghề hết rồi mới đi. Diệp Phất hỏi, hải, nghĩ gì vậy? Kiều Uyển Lâm hoàn hồn lý nhí nói, trung học số 7. Còn nhớ thương nó hả? Có phải em tiếc lắm không? Kiều Uyển Lâm nói, em thi đậu rồi, chỉ tại Kiều Văn Nguyên không cho em học thôi. Diệp Phất đành an ủi, thật ra nếu em vào trường số 7 thì cũng phải. Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ thất vọng, Diệp Phất không nói tiếp nữa, chuyển sang hàn huyên chuyện khác. Món ăn lên đầy đủ rồi, hai chị em tập trung dùng bữa. Một nồi cá hầm tê cay thơm phức, Kiều Uyển Lâm gắp một miếng thầm nhủ, ra nước ngoài du học có gì hay đâu, sao có thể được thưởng thức mùi vị chính tông này cơ chứ. Ăn được một lát, cay tới nỗi toát mồ hôi, cậu hít hà hỏi Diệp Phất có muốn uống nước ô mai không. Diệp Phất không nghe thấy, sự chú ý bị thu hút ra ngoài cửa sổ. Kiều Uyển Lâm hỏi, chị nhìn gì thế? Trai đẹp, Kiều Uyển Lâm dè bỉu nói, trai đẹp đang ngồi đối diện chị đấy nè. Siêu Phất vẫn còn đang nhìn, đẹp trai thật đấy. Kiều Uyển Lâm không phục quay đầu lại, xuyên qua cửa kính nhìn thấy hàng đẹp trai vô cùng quen thuộc kia, kinh ngạc nói, nè, Lương Thừa. Trên lối đi bộ ngoài quán ăn loang lổ bóng cây, bày bày tám cái bàn, Lương Thừa ngồi cách họ không xa cũng không gần. Ngồi nghiêng với cửa tiệm, anh gọi một bát mì thập cẩm và một chai coca. Diệp Phất hỏi, hai đứa quen nhau hả? Kiều Uyển Lâm đáp,
Anh ta chính là khách thuê phòng của bà ngoại em đó. Diêu Phất cười đáp, thật hả? Trùng hợp ghê. Kiều Uyển Lâm quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Còn phố này cách ngõ Vãn Bình cũng rất gần, tình cờ gặp thì có tính gì là trùng hợp chứ. Nhưng chàng hỏi thì không cần, chắc là Lương Thử cũng không muốn cùng dùng bữa trưa với cậu đâu. Cửa kính phản chiếu ánh nắng, ở bên ngoài không thấy rõ bên trong tiệm. Lương Thừa trước giờ cũng không quan tâm tới những người hay những chuyện dư thừa khác, chỉ cúi đầu ăn đồ của mình thôi. Siêu Phất thỉnh thoảng liếc một cái bỗng nhiên nói, người đồng kia là ai vậy? Kiều Uyển Lâm quay đầu lại lần nữa, một người đàn ông trung niên độ hơn 50 tuổi từ bên đường đi tới đối diện Lương Thừa, quần áo giản dị, sắc mặt kham khổ, xách một bình nước cỡ lớn. Người đàn ông kia ngồi xuống nhưng không gọi món, trông như đang bị tới đây để tìm Lương Thừa vậy. Suy nghĩ đầu tiên của Kiều Việt Lâm là lại thêm một đồng loa nữa sao? Siêu Phất đoán, có phải là ba của cha đẹp không? Kiều Việt Lâm không biết, cậu cảm thấy tuổi của ông có vẻ khá là lớn. Trên bàn, Lương Thừa ngước mắt lên, liếc mặt người đàn ông đối diện rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Anh bắt đầu ăn như hổ đói, hai hàm răng ma sát vào nhau khi nuốt, huyệt thái dương cũng hơi giật lên, nhồm nhòm như thể muốn nhai nát cả cái bàn vào bụng. Người đàn ông đối diện lặng lặng nhìn anh, vô hình trùng ra dáng bậc trưởng bối, nhưng không hề nghiêm khắc, trái lại có cảm giác không biết phải làm sao. Hồi sau, người đàn ông kia nói, gần đây gây chuyện phải không? Lương Thừa để thấp hàng lông mày, che giấu một nửa biểu cảm nói, vậy thì đáng lẽ tôi phải bị tạm giam trong đồn rồi chứ? Người đàn ông nhìn quanh khu dân cư bên đường hỏi, bây giờ còn đang sống ở đó hả? Tìm được tới đây rồi, chẳng lẽ con trai ông không nói ông biết sao? Hoài Minh chỉ nói chú biết còn sống ở khu này. Người đàn ông kia là bố của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trịnh Hoài Minh, tên Trịnh Lập Nghiệp. Ông đặt bình nước uống cạn lên bàn, mép bình cũng đã mài mòn đi rất rõ. Lương Thừa nghiêng mắt nói, nhiều năm thế rồi cũng không đổi cái mới. Trình Lập Nghiệp bảo, dùng quen rồi. Theo dõi tôi mấy ngày rồi hả? Trời nóng một bình nước chắc đủ một thời gian dài được phải không? Trình Lập Nghiệp không phủ nhận, động tác chậm rãi móc hộp thuốc ra rồi nói, không phải chú muốn can thiệp vào cuộc sống của con, chỉ là muốn tới xem từ bây giờ con sống đã làm sao thôi. Trên mặt Lương Thừa hiện lên một nét mất kiên nhẫn, nhưng dòng điệu vẫn rất điềm tĩnh. Tôi với ông có quan hệ gì đâu, sống thế nào thì tới lượt ông bận tâm chắc. Trình Lập Nghiệp đốt một điếu thuốc, ngậm rất chặt, mượn khói thuốc, thả một hơi thật dài. Lương Thừa, chú không muốn nói những lời thừa thái với con. Chuyện ở Lĩnh Hải chú đã nghe Hoài Minh nói, sau này con đừng đi chung với bọn ứng tuyển Quỳnh nữa. Lương Thừa vỗ đôi đũa cái bộp xuống bàn, rút ra một tờ giấy lau miệng. Hơi nóng từ phần nước mì cuối cùng cũng chưa tan hết. Anh nhìn chằm chằm váng dầu đỏ đục ngầu dưới làn khói. Trình Lập Nghiệp nói, có những loại tiền may mắn thì kiếm được, nhưng không thể cam đoan rằng lần sau cũng may mắn như thế. Lỡ đâu xảy ra chuyện, tất cả cơ hội hối hận cũng không có đâu. Ông nói xong chưa? Còn mới 20 tuổi, tháng ngày còn dài. Nghĩ cho kỹ đi, cần gì thì cứ tới tìm chú. Lương Thừa như đang nghe trò cười, hàng lông mày giãn ra, nở nụ cười nói, lúc cần thì ông làm gì? Trình Lập Nghiệp há khẩu, ngoài trừ khói thuốc nhìn chẳng ra được chữ nào. Ông cầm chai coca Lương Thừa uống chưa hết, xốc vào cổ họng, khí ga dâng lên mặt làm ông đỏ lừ. Trần ghế ma sát trên phê hè vang lên một tiếng chói tai. Lương Thừa đứng dậy, khi đi qua Trình Lập Nghiệp, anh nhìn xuống lồng ngực phập phồng của ông, anh thấp giọng nói, tôi biết ngày tháng còn dài, nên sống như thế nào, trong lòng tôi tự biết. Trình Lập Nghiệp nói, mẹ con vẫn đang đi tìm con đấy. Bà ta không phải là mẹ tôi. Lương Thừa dừng lại 2 giây. Ông có thể nói với bà ta tôi đang ở đây, không chừng tối nay tôi đã chuyển đi rồi. Lương Thừa nói xong thì đi, Trình Lập Nghiệp cũng chán nản nằm dài trên bàn hút thuốc. Hút liên tục 3-4 điếu. Bên trong cửa kính, Kiều Uyển Lâm hoảng hốt quay người lại. Cậu không nghe được đoạn đối thoại, chỉ nhìn thấy thái độ lạnh lùng trước này chưa từng có của Lương Thừa. Cảm giác bất an so với lúc trốn ngoài kho hàng chỉ có hơn chứ không kém.
Dùng bữa xong ra khỏi tiệm ăn, Siêu Phát gọi xe quay về nhà. Kiều Uyển Lâm đứng trên vỉa hè đưa mắt tiến chiếc taxi chạy đi, tầm mắt cũng hơi nghiêng dừng ở cái bàn mà Lương Thừa đã ngồi. Một đống đồ màu thuốc lá cũng đã cháy đen, khói lờ lờ xung quanh người Trình Lập Nghiệp. Ông vừa ho khan vừa đứng dậy đi. Kiều Uyển Lâm suy ngẫm mấy giây, nhấc chân theo sau, một già một trẻ, cách nhau tầm 5-6 mét, hai tay Trình Lập Nghiệp chắp sau lưng, lưng hơi còng, trông không khác gì ông lão đang tản bộ. Đến ngã từ Trình Lập Nghiệp rẽ đi, Kiều Uyển Lâm từ từ dừng lại. Sau khi tò mò và kích động, cô cảm thấy hành vi này chỉ là phí công. Đối phương là ai, muốn đi đâu đều không thể nào làm rõ trong vài bước chân được. Cậu muốn về nhà quá, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai cậu. Kiều Uyển Lâm quay lại giật thót tim, ông già này tới sau lưng cậu từ khi nào thế? Trình Lập Nghiệp cười hiền từ rồi nói, bạn nhỏ này theo tôi một quãng đường dài như thế có chuyện gì sao? Yết hầu Kiều Uyển Lâm trượt xuống, nuốt hết tất cả nước bọt bối rối. Cậu móc ra mấy tờ tiền lẻ trong túi lúc thanh toán, bình tĩnh nói, ông ơi, ông đánh rơi 10 tệ. Trình Lập Nghiệp bảo, 2 năm nữa tôi mới nghỉ hưu, không tới mức làm ông của cậu chứ. Vậy chú, 10 tệ này phải chú đánh rơi không? Không phải của chú đâu. Kiều Uyển Lâm còn tỏ vẻ kinh hoặc như thật nói, vậy con nhầm rồi, con xin lỗi. Cậu cầm tờ tiền cười với Trình Lập Nghiệp trước khi bị lộ tẩy, mau chóng chuẩn đi. Vừa quay đầu bước một bước, Trình Lập Nghiệp liền gọi cậu rồi hỏi, còn chuyện gì nữa không? Nếu không tìm được người đánh rơi thì có thể giao cho chú. Trình Lập Nghiệp nửa đùa nửa thật nói, từng được nghe ca khúc thiếu nhi nổi tiếng đó chưa? Em ở trên đường nhặt được tiền rơi, đưa ngay cho chú cảnh sát. Kiều Uyển Lâm hồi hộp, chú là cảnh sát hả? Về tiệm sườn xám, trong lòng Kiều Uyển Lâm nhóm lên một đấm lửa, bập bùng lồng ngực, nhìn thấy Lương Thừa chỉ e sẽ kiềm chế không đưa mà phun ra. Cậu liếc mắt lên lầu 2 đi qua nhà rồi quyết định tản bộ thêm một vòng nữa. Hôm nay cặp vợ chồng kia không cãi nhau, phía sau ngõ cũng rất yên tĩnh. Kiều Uyển Lâm đi tới cuối ngõ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lương Thừa và Tiểu Nhạc đang ngồi dưới bức tường ở khúc cua. Tiểu Nhạc nhìn thấy cậu trước, hô gọi, anh Tiểu Kiều. Lương Thừa nhìn theo từ phía xa, ánh mắt mơ hồ vẫn còn sót lại một nét lạnh băng của nửa tiếng trước. Ngọn lửa trong lòng Kiều Uyển Lâm cũng không hiểu sao tắt ngúm, bất chấp đi tới. Trên vách tường đốt gạch đỏ viết mấy hàng phép tính cộng trừ, Lương Thừa cầm một viên phấn viết 5 cộng 10, Tiểu Nhạc nói bằng 15. Anh viết tiếp tục 13 trừ 6, Tiểu Nhạc nói bằng 8. Lương Thừa đá nhau một cái. Tiểu Nhạc bắn ra sau lưng Kiều Uyển Lâm, em làm sai hả? Bằng 7. Kiều Uyển Lâm nói, hai người đang làm toán ấy hả? Tiểu Nhạc ủ rũ bảo, khó quá em học không được. Học sinh tiểu học thời đại này đều không phải hàng soàng xính, túm lại một đứa nhóc con chạy bộ dưới lầu bác ngự viên chắc cũng tường tận phương trình bậc nhất một ẩn rồi. Kiều Uyển Lâm hỏi, em học lớp 1 hả? Tiểu Nhạc gật đầu nhưng biểu cảm rất rối, từ sau lưng cầu dịch tới bên cạnh Lương Thừa, sán sát vào đùi anh không lên tiếng. Kiều Uyển Lâm sợ tổn thương tới tâm hồn mong manh của người bạn nhỏ nên cậu móc ra một gói bánh quy phô mai từ trong cặp nói, Tiểu Nhạc ăn cái này đi. Trên tường đỏ trắng loang lổ, một trận mưa rơi xuống là có thể tẩy rửa sạch sẽ. Lương Thừa vứt viên phấn vào thùng rác, vần về bụi phấn trên đầu ngón tay. Tiểu Nhạc hỏi, anh Lương Thừa không kiểm tra nữa hả? Lương Thừa không để ý tới nhóc, đi thẳng ra ngoài. Kiều Uyển Lâm xoay khuôn mặt thất vọng của Tiểu Nhạc nói, về nhà ăn đi, lần sau có bài nào không hiểu thì cứ hỏi anh. Vậy anh Tiểu Kiều có đạp em không? Anh Lương Thừa hình như không vui lắm, đạp mong em đau quá, anh ấy làm sao thế? Kiều Uyển Lâm cũng không biết, Lương Thừa cũng đã đi xa. Cậu nói tạm biệt với Tiểu Nhạc rồi cũng đi luôn. Ánh nắng đang lúc chói chang, hơi nóng từ bầu trời liên tục phả xuống, cậu vẫy tóc, bền tóc mai tích một giọt mồ hôi. Chú cảnh sát kia là gì của Lương Thừa? Tới tìm Lương Thừa có chuyện gì, có phải có liên quan đến chuyện xảy ra ở trên đảo hay không?
Kiều Uyển Lâm suy nghĩ mà cũng chẳng có đầu mối, càng ngày càng sầu, giọt mồ hôi kia cũng dần tích tụ thành một giọt lớn bằng hạt đậu, trượt xuống đôi mắt, cậu cay mắt lên rồi nhắm lại. Kiều Uyển Lâm giơ tay lau đi, lau rất mạnh, nhãn cầu dưới tác động của mồ hôi và lực tay lại càng thêm xót, giống như cậu càng tìm manh mối thì càng mơ hồ. Cậu buông tay xuống bỗng nhiên muốn từ bỏ. Từ sau khi gặp Trình Lập Nghiệp, nhìn thôi cũng thấy Lương Thừa luôn nằm trong trạng thái áp suất thấp. Anh rú rú trong phòng đóng cửa không ra, không ăn cơm tối, không tắm rửa. Đến tối khe cửa hắt ra bóng tối, trong phòng cũng không mở đèn. Kiều Uyển Lâm ở trên hành lang đi qua đi lại, quét nhà, lau đồ trang trí, bắt muối là một đống chuyện mà bình thường không bao giờ làm, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm gõ cửa. Ngày hôm sau, Kiều Uyển Lâm dậy rất sớm, khăn mặt và bàn chải đánh răng trong phòng tắm cũng không có dấu vết được động vào, chứng tỏ Lương Thừa cả đêm không ra ngoài. Cậu về phòng làm bài tập, thời gian trôi qua cũng vô cùng chậm. Đến chập tối, mây đen ùn ùn kéo tới, rạch lên hai đường sấm sét. Cuối cùng Kiều Uyển Lâm cũng tìm được cơ hội, cậu gõ cửa nói, sắp mưa rồi, thu quần áo. Nước mưa không lâu sau lộp độp rơi xuống, Lương Thừa lách cách mở cửa đi ra, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua, dưới mắt thầm cuồng, môi khô nứt nẻ. Anh không thấy sự tồn tại của Kiều Uyển Lâm, ra ban công thu quần áo vào phòng tắm rửa. Trận mưa rào chỉ vòn vẹn có mấy phút, vừa tạnh thì bầu trời lộ ra màu đỏ tía. Kiều Uyển Lâm đứng giữa hành lang, Lương Thừa tắm xong đi ra, cậu cản đường. Tôi muốn nói chuyện với anh. Lương Thừa không thèm để ý, đi ngang qua cậu, chân sau cậu tràn ở cửa, tự nhốt mình hơn 20 tiếng đồng hồ bây giờ vẫn muốn rú rú trong phòng nữa hả? Lương Thừa bảo, chó ngoan không cản đường. Kiều Uyển Lâm đang định nổi đoá thì dưới cầu thang chuyển tới tiếng gọi của Phương Duế Chi, bảo bọn họ xuống giúp khuân đồ. Hai người lần lượt đi xuống, sắc mặt ai cũng khó coi. Trên sàn mặt đất đặt mấy thùng vải. Vương Duy Trì nói, bà tay yếu chân mềm, hai đứa giúp mà chuyển đống này bỏ vào kho nhé. Việc này đối với Kiều Uyển Lâm mà nói cũng tính là việc nặng, nhưng Lương Thừa không kỳ kèo đã xách một thùng lên. Cậu không chịu làm người thua cuộc, cũng cắn răng khuôn một thùng. Vương Duy Trì hỏi, được không đấy? Được mà. Cánh tay gầy gò của Kiều Uyển Lâm lộ ra dáng xương. Bà ngoại, bà giấu gạch trong vải phải không? Phương Nguyễn Trì cười nói, còn thôi làm quá lên đi, mau khuôn đồ đi, bà đi nấu bánh trôi sữa cho hai đứa ăn. Kho chứa đồ nằm ở sâu bên trong lầu một, hình chữ nhật, ba mặt sườn cao tới trần nhà, trong đó chứa vải vóc và những bộ sườn xám đã may xong, ở giữa trở ra một lối đi nhỏ. Mỗi người khuôn hai chuyến, Lương Thừa bỏ thùng xốp xong vừa quay người, thì Kiều Uyển Lâm chậm rề rề tiến vào, lại kẹt lối đi rồi. Trong kho không có cửa sổ, chỉ có một cái đèn thờ. Hàng lông mày cao cao của Lương Thừa tạo ra một mảng bóng râm, trông như u hồn vậy. Kiều Uyển Lâm rời tay, nhưng không tránh ra rồi nói, tôi biết chó ngoan thì không cản đường, nhưng tôi là người, tôi muốn cản là cản. Lương Thừa hỏi, cậu muốn làm gì đó? Kiều Uyển Lâm không từ bỏ hy vọng. Chúng ta thẳng thắn chân thành giá bài đi. Có phải cậu nhầm rồi không? Lương Thừa nói, tôi là khách trọ, cậu là chủ nhà, tôi đưa tiền phòng, không có thân thiết tới mức phải thẳng thắn chân thành. Anh cứ phải như vậy sao? Kiều Uyển Lâm trước giờ chưa từng cho rằng hai người là bạn, nhưng Lương Thừa không chịu phối hợp, cậu không kiềm chế được cơn giận. Lương Thừa tiến sát lại cậu nói, cút ra. Trong lòng Kiều Uyển Lâm nhóm lên một ngọn lửa, đứng tràn ở cửa không nhúc nhích. Cậu không tin chẳng lẽ ở trong nhà bà Lương Thừa còn dám đồng tay đồng chân với cậu. Ai ngờ Lương Thừa hết sạch kiên nhẫn, sờ tay túm bả vai cậu đẩy cậu sang một bên. Cậu luống cuống vịn tủ, sau khi đứng vững thì Lương Thừa đã sải bước đi ra ngoài. Tất cả những nghi vấn ngờ vực và bất mãn cuối cùng cũng bộc phát. Kiều Uyển Lâm không nhịn được nữa, cũng không muốn chỉ hoãn nữa. Nếu đã không thể đàm phán được thì không cần phí công phí sức làm gì. Thân phận của Lương Thừa thì liên quan gì tới cậu? Lương Thừa làm cái gì tốt hay xấu cũng có liên quan gì tới cậu đâu.
Lương Thừa nói rất đúng, cậu chỉ là chủ nhà, mục đích của việc cho thuê nhà là muốn yên ổn kiếm tiền, không hợp thì không cho thuê, có tai họa tiềm ẩn thì không cho thuê, hà tất cứ phải làm rõ nguyên nhân, rốt cuộc có gì mà phải do dự. Kiều Uyển Lâm bừng bừng lửa giận đuổi theo quát vào phòng bếp. Bà ngoại, đừng nấu nữa. Phượng Nhuế chỉ hết cả hồn, xảy ra chuyện gì thế? Kiều Uyển Lâm nói, phòng nhỏ quá con ở không quen. Nhưng mà Tiểu Lương đã thuê phòng lớn rồi, nếu như anh ta chuyển đi thì sao? Kiều Uyển Lâm dậm chân lên cầu thang, nói chung là chuyện này bà đừng để tâm tới nữa. Lương Thừa vừa mới bước vào phòng thì Kiều Uyển Lâm đã theo vòng ngay, đạp lên cửa cái rầm giống như đang quyết đấu một trận. Lương Thừa khoanh tay quay người dựa vào mép bàn, sau đó mở đèn đầu giường lên. Trong căn phòng bao trùm bởi ánh sáng màu vàng nhạt, Kiều Uyển Lâm đứng giữa phòng nói, tôi là chủ nhà, anh là khách trọ, vì tôi sử dụng quyền lợi của chủ nhà thì không có vấn đề gì chứ. Lương Thừa hỏi, cậu muốn thế nào? Kiều Uyển Lâm bảo, thu hồi phòng ở, căn phòng này tôi không cho thuê nữa. Dường như là ngờ được, Lương Thừa nói, người ký hợp đồng với tôi là bà ngoại cậu. Nếu như tôi nói cho bà biết tất cả hành vi của anh là người thuê như thế nào, anh cảm thấy bà vẫn còn muốn cho anh thuê sao? Lương Thừa điềm tĩnh nói, xem ra cậu rất hiểu tôi là người như thế nào hả? Kiều Uyển Lâm tuôn hết những lời mình đến nhìn rất lâu. Anh mới 20 tuổi, bình thường không đi học, không đi làm, việc lặt vặt để sống, đây là những gì anh nói, nhưng ngoài trừ thỉnh thoảng làm chân xe vặt ra thì không ai biết anh còn làm gì nữa. Đúng thật, anh không có nghĩa vụ phải báo cáo cho chủ nhà, cũng từ chối nói chuyện, vậy tôi chỉ có thể dựa vào những gì chính mắt tôi nhìn thấy để phán đoán. Cậu tiến một bước ngoài gần, anh giao du với những người lai lịch bất chính, cái tên ứng Tiểu Quỳnh, anh ta quen biết đội trưởng của cảnh sát hình sự, anh ta có tiền án đúng không? Lương Thừa hơi nhếch cằm lên rồi nói, cậu thông minh hơn nhiều lúc thỏa môn sinh đó. Cho nên tôi đoán đúng rồi phải không? Kiều Uyển Lâm tiếp tục nói, anh xưng huynh gọi đệ với người có tiền án, ẩu đả đánh nhau, thậm chí còn bắt cóc tống tiền, náo loạn tới mức phải vào đồn cảnh sát. Anh tưởng rằng tôi liên tục hỏi anh là người như thế nào là do tôi thấy anh đẹp trai, chắc là vì người bình thường sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Ở trên tàu tôi đã nói rồi, anh không thích hợp thuê phòng của bà ngoại tôi, nhưng vì anh bị thương nên tôi mới chưa bỏ anh đi. Bây giờ anh cũng đã lành rồi, lại thêm một vết sẹo, những vết sẹo cũ có phải là minh chứng anh cũng có tiền án đúng không? Kiều Uyển Lâm nói hết một hơi rất mệt, rất khát, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh chuyển ra ngoài đi, tìm nơi khác mà ở hoặc là về nhà đi. Cả quá trình Lương Thừa đều không thay đổi sắc mặt, lúc này Ấn Đường hơi nhúc nhích nói, về nhà. Hay là người bản địa, chắc nhà anh cũng ở Bình Hải. Người nhà, người thân chắc cũng phải có một, hai người chứ. Lương Thừa nói, một người cũng không có. Kiều Uyển Lâm dư một thoáng nói tiếp, tôi không biết vì sao lại không có, cũng không biết chuyện gì đã đẩy anh tới con đường này. Tôi sâu sắc cảm thấy số anh không may, nhưng cũng không thể cùng gánh vác với anh được. Lương Thừa lặp lại, gánh vác. Dùng liên lụy thì chính xác hơn, anh nghĩ xem, anh ở bên ngoài đánh đánh chém chém, ngày nào đã có người báo thù tới tìm tận nhà, bà ngoại tôi sống dưới cùng một mái nhà với anh, có thể bình an vô sự được chắc. Những lời nên nói Kiều cũng đã nói, cuối cùng trời cũng tối hẳn, Kiều Uyển Lâm đi tới trong khoảng ánh sáng đèn tỏa ra, cách Lương Thừa cũng rất gần. Lâm Thành Bích cũng từng dạy cậu làm chuyện gì cũng phải có quá trình, lên kế hoạch, thu thập manh mối liên quan tới Lương Thừa, hành động, thăm dò và theo dõi, kiểm tra xác định kết quả cuối cùng. Bây giờ là bước tới cuối cùng xử lý. Kiều Uyển Lâm xoay mặt nhìn bóng trên tường, một cao một thấp, đường nét cũng được làm mờ rất hiền hòa. Cậu điềm đạm nói, cảm ơn anh đã giúp tôi làm chân sai vặt. Lúc tôi đổ bệnh đã chăm sóc tôi, còn chờ tôi đi học, tiền thuê và tiền cọc sẽ trả lại hết cho anh chuyển đi đi. Lương Thừa buông cánh tay xuống hỏi, nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy tôi chỉ có thể... Kiều Uyển Lâm đột ngột im bặt, Lương Thừa cười khẩy. Chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ, anh bạn nhỏ, chiêu mạnh của cậu là gọi phụ huynh hả? Tiếng cười này, cậu anh bạn nhỏ đời vẻ khinh thường này, nghiền chút do sự cuối cùng của Kiều Uyển Lâm thành bột. Cậu cay nghiến phản khích, ít nhất tôi cũng có phụ huynh để liên lạc. Thật đáng ngưỡng mộ. Trong mắt Lương Thừa chừng đầy sự trào phúng.
Liên lạc kiểu gì mà tới cả vấn đề chính còn chưa có cơ hội nói ra thì đã bị ngắt điện thoại, đành phải thút thít trên sân thượng. Kiều Uyển Lâm bị nhéo vào chỗ đầu. Khốn kiếp, anh mới là người thút thít đấy. Cậu sầm lên trước, hai tay túm lấy cổ áo Lương Thừa nói. Tôi đã giữ thể diện cho anh rồi, nếu không lần trước ở quán ăn Tứ Xuyên đã bảo cảnh sát tới tận nhà để tìm anh xem có còn cố chấp được nữa không. Lương Thừa bắt lấy cổ tay, sắc mặt lạnh tanh, lại theo dõi tôi. Kiều Uyển Lâm bị đau đến giấy rùa thoát ra, nhưng vẫn túm cổ áo Lương Thừa khăng khăng không chịu buông. Trong lúc ẩu đả, bàn học bị lắc lư qua lại, nửa ly nước đặt ở góc bàn rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Trong màn nước bắn tung tuế, Lương Thừa ngáng chân Kiều Uyển Lâm đẩy cậu ngã xuống giường, cúi người đè xuống một tay bóp cổ Kiều Uyển Lâm. Gà giường phẳng lì rúm gió lại, Kiều Uyển Lâm đấm lên khóe miệng Lương Thừa. Cậu trừng to mắt, miệng há ra, gắng gượng vùng vẫy, móng tay cào mấy lên vết thương trên cánh tay Lương Thừa. Lương Thừa chăm chú nhìn gương mặt đau đớn của Kiều Uyển Lâm, cái cổ mềm mịn dưới bàn tay gầy guộc, đường sinh mệnh động mạch dán sát vào lòng bàn tay, tiếng đập thình thịch từng hồi mang theo khát vọng cầu sinh. Còn người đèn tối của Lương Thừa bấm lóe lên, sững sờ nghe thấy tiếng kêu cứu không phát ra thành tiếng. Anh buông tay, Kiều Uyển Lâm nằm sùi lơ trên giường, miệng thở hổn hển, sau đó bỏ tới đầu giường sợ hãi co rúm lại. Bất thình lình, Lương Thừa trầm trầm nói, ngày mai tôi chuyển đi.